Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự cảm ứng khi tạo tượng Đại Thế Chí Bồ Tát. Cha của ông Lý Triệu Đại, người huyện Du ở Ung Châu, nhân hủy báng Phật Pháp, mộng thấy thần của Trách băng bệnh thổ huyết rồi chết. Triệu Đại kính thành quy y Đại Thế Chí, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát cầu nguyện cho cha. Ông lại thuê thợ giỏi tạo kim thân đức Đại Thế Chí cao 3 thước để cúng dường. Ngày khởi công, đất khắp nơi bỗng rung chuyển, nhiều người cho là cơn địa chấn, luận bàn tốt xấu vân vân. 2 tháng sau tượng thành, Triệu Đại mộng thấy một vị kim thân đầu đội bảo quan đến nói: "Ta là Đại Thế Chí Bồ Tát, ngươi có biết nguyên do cơn động đất hôm trước chăng? Đó là do ngươi phát nguyện tạo tượng, ta đến đây để chứng minh khi đặt chân xuống thế giới này, cõi đại thiên rung động, chúng sinh trong đó đều được thoát khổ. Ta y theo môn niệm Phật chứng vào vô sinh nhẫn, nhiếp thủ chúng sinh niệm Phật ở 10 phương, ngươi tạo tượng ta lại niệm Phật, nên ta đã cứu cha ngươi thoát khỏi địa ngục đưa về tịnh độ." Lý Triệu Đại nghe nói, chắp tay chiêm ngưỡng Bồ Tát, vừa muốn cúi xuống đảnh lễ, bỗng giật mình thức giấc. Ông vừa vui mừng vừa cảm động, từ đó chuyên niệm Phật không biếng trễ, trích lục tư mạng chi. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。